các bạn thấy ở Canada mùa hè mà trời không có nóng bao nhiêu đâu, chỉ có 30 mà bên này là phải lấy nước để cho nó mát cái máy nè, chứ ở Việt Nam thì sao mà chịu nổi ta. Đó, lấy nước để cho nó nguội cái máy. Chứ nóng quá máy nó chạy hơi bị nặng lắm, cho nên không có đủ lạnh cho máy lạnh đó. Đó, thật sự cái đó là cái tạp hóa, cái những cái máy đó để cho những cái cooler hay là những cái tủ lạnh cho cái tiệm tạp hóa đó. Các bạn vừa coi xong là một cái cô gái kế bên mình đó, cái chỗ mình đang làm đó, cô ta phải dùng nước để làm nguội những cái máy lạnh đó, cái máy để làm lạnh đó, máy làm lạnh để cho cái tủ, những cái tủ lạnh đấy, tủ lạnh đá cho cái tiệm tạp hóa kế bên này mà các bạn. Thật sự nhiệt độ hôm nay là chỉ có khoảng 20 mấy thôi, mình nói 30 là cũng gần cỡ đó thôi, cũng không tới 30 đâu, mà cái máy đó nó chạy hơi bị mệt đó, cho nên là cô ta phải dùng nước để cho nó nguội để cho nó phát cho nó mát, để cho nó chạy cho nó đúng cái nhiệt độ ở trong cái tủ lạnh đó các bạn. Mà họ đã làm cái máy cho nó rồi nè các bạn, thấy không? Phải làm cái máy yên che nắng che mưa cho nó, rồi cứ lâu lâu là phải ra tưới nước cho nó mát. Không biết ở Việt Nam thì mấy cái máy này chạy sao chịu nổi ta, 30 mấy 40 độ, bên này mình thấy mới có 20 mấy độ, gần 30 độ thôi mà phải ra làm mát máy để cho nó chạy cho nó tốt rồi. Thì những cái nước khác như Việt Nam hay là những nước nóng thì sao chịu nổi ta.